Bệnh tiểu đường gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho người bệnh, thậm chí gây tử vong. Tuy nhiên, những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường đã được tiếp thêm sự lạc quan trong việc hỗ trợ điều trị bệnh với dây thiều canh Vinacao của công ty cổ phần Vinacao. Nếu bạn hay người thân đang mắc phải biến chứng tiểu đường thì hãy tham khảo chi tiết thảo dược cao dây thiều canh Vinacao giúp hỗ trợ đẩy lùi biến chứng bệnh tiểu đường này nhé. Nguồn gốc dây thiều canh Vinacao. Dây thiều canh Vinacao được sản xuất theo công thức độc quyền tại nhà máy hóa dược Việt Nam, là đơn vị có bề dày thành tích hoạt động từ năm 1966 đến nay. Sau hơn 50 hoạt động, công ty đã mở rộng thị trường trên cơ sở nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng phục vụ. Công ty đã thực hiện hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001-2008. Ngày 9 tháng 3 năm 2011 được Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cấp phép công nhận công ty cổ phần hóa dược Việt Nam có hệ thống quản lý chất lượng đạt GMP, WHO và GSP, GLP. Công ty đã được cấp giấy chứng nhận, đủ điều kiện sản xuất nguyên liệu thuốc, cao dược liệu, thực phẩm chức năng, thành phần và công dụng dây thiều canh Vinacao. Với công thức 60% cao dây thiều canh và 40% cao giảo cổ lam, sản phẩm cao dây thiều canh Vinacao mang lại công dụng tuyệt vời trong việc hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân tiểu đường. Chiết xuất glimepiride acid từ dây thiều canh giúp tăng tiết insulin của tuyến tụy, tăng cường hoạt lực của insulin, ức chế hấp thu gluco ở ruột, giảm đường huyết, giảm cholesterol và lipid máu, nâng cao đời sống tình dục của bệnh nhân tiểu đường nam giới. Bên cạnh đó, thành phần hóa học chính có trong giảo cổ lam là flavonoid và saponin, số saponin của giảo cổ lam nhiều gấp 3 đến 4 lần so với nhân sâm. Ngoài ra, giảo cổ lam còn chứa các vitamin và các chất khoáng như selen, kẽm, sắt, manga, phốt pho. Thành phần và công dụng dây thiều canh Vinacao. Các nhà nghiên cứu ghi nhận, dây thiều canh Vinacao với hai thành phần chính là dây thiều canh và giảo cổ lam có khả năng làm giảm quá trình hấp thu đường ở ruột, tăng sản xuất và hoạt tính insulin, tăng enzyme sử dụng đường ở mô, giảm cholesterol trong máu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, ổn định huyết áp, ngăn ngừa biến chứng tim mạch, tăng cường miễn dịch, chống oxy hóa, kháng u, giúp tiêu hóa tốt, ăn ngủ tốt, giảm thiểu lượng mỡ thừa trong máu, ngăn ngừa nguy cơ tai biến mạch máu não, hỗ trợ giảm cân, chống lão hóa da cho phái nữ. Đối tượng sử dụng: người bị bệnh tiểu đường và người có nguy cơ bị tiểu đường. Tư vấn thêm sản phẩm, hướng dẫn cách dùng của cao dây thiều canh Vinacao. Ngày dùng 2-3 lần, mỗi lần 1 vờ, có thể uống trực tiếp sản phẩm vì sản phẩm dễ tan trong miệng, hoặc pha loãng với 200ml nước, bảo quản, nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp. Lưu ý, thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Vinacao dây thiều canh chính hãng mua ở đâu? Bạn nên đặt mua sản phẩm Vinacao dây thiều canh trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất, bạn sẽ có giá thành tốt nhất và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau. Click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất, để lại thông tin liên hệ. Chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm Vinacao dây thiều canh. Sau khi tư vấn xong, nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng. Bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà. Nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm, đừng do dự, hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ. Nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm.